đường thị dân quá lại tổ chức hủy đoàn thị dù đơn tàng tính tuyên quang tới cầu tó, chân đầy, hứa bài lươn khó, lươn ai khó và bài cân chính sách táng. ngay Mỹ Đại Trần Bốn Tinh từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nửa thị bác hạ tiếp lươn, tinh nửa thị bét tí, để ao khẩu hết kín. Lời việc chân đầy của Trần Bốn Tinh Chính sách rú xã Tân Thịnh, huyện Chim Hóa. Phụ Nguyễn Gia Luân, Chủ tịch hội cựu chiến binh xã Thân Từng tuần theo bên ngồi việc dùng trần bốn tinh đúng việc lục bấu. Quá mệt, chắc đấy bạn chơi của pin hỏng thế ta khó. tá trần óc tiền tu của chúc cốc để hạp cáp bài viết kiến được lươn. Bé nghĩ bé trần tay đầy đò đúng kỳ hạn. Bên ngân hàng chính sách cho đã hỗ trợ gia đình tôi. Bữa ngân hàng chính sách đã băng hứa hở đần khỏi mi trần bốn tinh thế hết kiến mi việc hở đường tuần. À mà lại bài viết chân đây. lại hiệu quả rất là nhiều các hộ vay vốn của ngân hàng chính sách đều về tập trung là, là... bài lườn đinh chèn bốn của ngân hàng chính sách đều hứa cắn với cầu hết kín buôn khái trúc tăng hiệu bài trần bốn tinh đều yêu cầu kín buôn khái đấy ao chèn bốn linh của ngân hàng chính sách dùng đúng việc thì dân quá chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tính đã hết đây chương trình linh chèn hứa đừng khó đừng ách khó và bài cân chính sách táng mi chân bốn tinh ao cầu hết kín buôn khai hết kín nâng tuần chân bốn linh tây nhất lại ao khẩu hết kín hết na thì đương bán hứa hết kín tây tài chân nam mà thay tối cái hết kín buôn khai từng nhám ón tây thống qua tí tổ chức hội cấp sở thông xuyên ti bác tổ tiết kiệm với linh bốn chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tính đã hở tiền khó và bài cân chính sách táng tinh trần bốn cấp tăng dân lý sở tham xuyên cầu bác tí Bài luận đinh trần phốn đều dung đúng việc, tuần khó, tuần ách khó, tuần trắng ta khó, ta trần óc, tiếng mu, tiếng vai, tiếng mò. đam mi việc hở bài pin nóng hư căn ta khó, đông mệnh, miền bằng hưa trần phốn đinh của ngân hàng chính sách. Việc ngồi trần phốn đinh, bình xét, tuần tinh và pin ngồi đáy bị khổ hít chân đầy. Trần đinh chính sách đã chân sử đen cầu tó hứa cấp ủy chính quyền, đơn bản vừa cần hết đây bài khát tàng vớt khó mắn hết gần bàn mớ mì viết thì dân thần, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tính sẽ tai hết các bài tổ chức chính trị xã hội bài tổ tiết kiệm linh trần bốn lân cháo the pin hỏng chắc đáy bài việc tinh chèn, chính sách mì viết hở bài pin hỏng thay tối thay thống hở cân dân có vấn khẩu chương trình vớt khó của đơn bản